Thưa quý vị, nổ lớn bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Một thiết bị đã phát nổ vào hôm 26 tháng 7 bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Trung Quốc, làm kẻ tấn công duy nhất bị thương. Reuters dẫn lời cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng vụ nổ xảy ra trên đường nằm ở góc phía đông nam của khu đại sứ quán. Cảnh sát Bắc Kinh nói rằng nghi can 26 tuổi từ vùng Nội Mông của Trung Quốc bị thương ở tay và đã được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, cảnh sát không công bố động cơ của vụ này. Các nhân chứng nói rằng họ nghe thấy tiếng nổ lớn gần đại sứ quán và cảm thấy dư chấn. Một học sinh trung học 19 tuổi, tên Lee, nói với các phóng viên rằng vụ nổ xảy ra khoảng 1 giờ chiều trong khi em đang xếp hàng chờ xin visa đi Hoa Kỳ. Reuters dẫn lời một công nhân vệ sinh 58 tuổi nói rằng ông cảm nhận mặt đất rung chuyển và thấy một số người la hét. Ông cho biết rằng ông cứ nghĩ đó là một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Một chiếc xe của cảnh sát dường như đã bị hư hỏng và bị thiếu gương chiếu hậu. Cảnh sát sau đó đã chuyển chiếc xe này đi chỗ khác. Tuyên bố của đại sứ quán nói rằng cơ quan ngoại giao này hoạt động trở lại khoảng 1 giờ 45 phút chiều. Họ cũng cho biết rằng không có hư hại gì đối với tài sản của cơ quan ngoại giao này.